Mình là một đứa ấy, không có duyên với xe cộ lắm. Cụ thể là mình đã từng kể cho các bạn nghe những lần mà mình về quê rồi, xe bỏ quên mình này, hay những lần xe hỏng giữa đường này, mình phải trèo qua cả lan can của hàng rào đường cao tốc, khiến mình sợ đi xe cộ vô cùng luôn. Nhưng là một người yêu thích khám phá du lịch văn hóa Việt Nam, nên là dù những chuyến đi khá bất ổn nhưng mình vẫn đam mê đi. Chỉ cần là phải chọn thật kỹ và tìm một nơi mua vé uy tín, đảm bảo chất lượng. Và cũng để trả lời câu hỏi của mình và thắc mắc của nhiều bạn nữa là mua vé chỗ nào tốt, thì mình đã chọn vé xe rẻ như là một địa chỉ uy tín để đặt vé xe. Điều mình thích ở vé xe rẻ là đa dạng lựa chọn tuyến đường, nhà xe, loại xe. Bạn có thể đặt vé xe ở mọi nơi ở Việt Nam, từ Nam ra Bắc, từ Đà Lạt, Hạ Long, Sapa hay thậm chí là sang cả Campuchia. Ở đây bạn có thể lựa chọn hơn 1.000 nhà xe chất lượng cao, hơn 5.000 tuyến đường với nhiều giờ khởi hành, đa dạng dòng xe như xe limo 9 chỗ, xe limousine cabin, nằm VIP, cabin đôi. Bạn có thể dễ dàng so sánh và tìm kiếm chuyến xe phù hợp để chọn chỗ ngồi mong muốn. Ở đây ấy, có đa dạng các hình thức thanh toán như tiền mặt này, thẻ Visa này, chuyển khoản này. Và bạn cũng có thể dễ dàng xem các review đánh giá của những khách mà đã đi trước rồi. Lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, mọi người nhớ đặt xe ở vé xe rẻ để được giảm giá 50% siêu xịn nha.